viết dành cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bài hát mang tên Người Là Ai, Vũ Hùng sáng tác như một tấm lòng của một người con đối với người Tổng thống đầu tiên của đất nước. Xin quý vị cùng lắng nghe. Dân miền Nam sống vui thanh bình. Một ngày người đã về đây, dân di cư thoát vòng tay quỷ dữ. Rồi mọi người góp sức chung tay xây cuộc đời hạnh phúc ngất ngây, tự do ấm no. Văn câu ca hát mừng đời sống mới. Một ngày người đã về đây, xây niềm tin sắt son trong lòng người. Một ngày người đã về đây, đấng thanh danh nước Việt vượt trùng dương. Nhiều bạn bè quý mến khắp năm châu cùng đồng lòng giúp đỡ nghĩa ân sâu. Việt Nam mến yêu quê hương tôi một thời vẻ vang. Người là ai Ngô Đình Diệm, người là tổng thống đầu tiên nước Việt Nam, người là công nho cho người nghèo, người là nhân vị chủ thuyết trong công nô, người là dân kiêm liêm chính gương soi cho toàn dân Ngô Đình Diệm. Về đây dân miền Nam sống vui thanh bình. Một ngày người đã về đây, dân di cư thoát vòng tay quỷ dữ. Rồi mọi người góp sức chung tay xây cuộc đời hạnh phúc ngất ngây, tự do ấm no. Vang câu ca hát mừng đời sống mới. Một ngày người đã về đây, xây niềm tin sắt son trong lòng người. Một ngày người đã về đây, đem thanh danh nước Việt vượt trùng dương. Nhiều bạn bè quý mến khắp năm châu cùng đồng lòng giúp đỡ nghĩa ân sâu. Việt Nam mến yêu quê hương tôi một thời vẻ vang. Người là ai Ngô Đình Diệm, người là tổng thống đầu tiên nước Việt Nam, người là cơm no áo ấm cho người nghèo, người là nhân vị chủ thuyết trong công nô, người là cần kiệm liêm chính gương soi cho toàn dân Ngô Đình Diệm. Người là nhân vị chủ thuyết trong công nô, người là cần kiệm liêm chính gương soi cho toàn dân Ngô Đình Diệm. Ladies and gentlemen, it is a privilege for me to introduce to you Reverend Nguyễn Văn Khải.
Kính thưa quý vị, tôi được anh Nguyễn Mạnh Chí trong ban tổ chức mời đến tham gia cuộc tưởng niệm ông Ngô Đình Diệm. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào sinh hoạt thế này. Xin quý vị thông cảm cho tôi hết sức xúc động và tôi không cầm được nước mắt khi nghe những bài diễn văn của quý vị ca ngợi công đức của cụ Ngô Đình Diệm. Khi nghe những lời ca tiếng hát quý vị vừa trình bày về cuộc di cư năm tư, về đời sống ấm no hạnh phúc mà quý vị đã được thừa hưởng ở Việt Nam Cộng Hòa dưới thời ông Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Tôi đến đây thấy tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ kia, tôi nhớ đến hơn 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mình để bảo vệ tự do ở Việt Nam. Tôi nghĩ đến hàng trăm binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, để bảo vệ đất nước Việt Nam trước họa Cộng sản. Tôi nhớ đến cả triệu binh lính Cộng sản đã bị lùa vào cuộc chiến vô nghĩa, đã chết oan ở miền Nam Cộng Hòa, trong đó có những người ruột thịt của tôi. Tôi nhớ đến hàng triệu người Việt Nam khác là nạn nhân của cuộc chiến, đã chết vô nghĩa trên rừng dưới biển, trong ngục tù Cộng sản. Tôi rất thông cảm với quý vị và tôi thương quý vị, vì quý vị với cái chết của ông Diệm đấy, tôi nghĩ bao nhiêu người chết kia đáng lý ra họ đã không phải chết thảm như vậy, đáng lý ra bao nhiêu sinh mạng con người đã không bị chết vô nghĩa như vậy nếu như ông Ngô Đình Diệm trước đó đã không bị thảm sát như vậy. Nếu cụ Ngô Đình Diệm còn, nếu chế độ Việt Nam đệ nhất Cộng Hòa còn, thì tôi tin rằng tương lai Việt Nam bây giờ đã khác. Và đấy là một tương lai tốt đẹp cho dân Việt Nam và cho nước Việt Nam. Tôi cảm thương quý vị vì với việc sụp đổ của chế độ đệ nhất Cộng Hòa, với việc Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, thì thiên đàng Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất. Và tiếp theo đó là nền Cộng Hòa đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa cũng bị mất. Tôi tiếc thương cho quý vị và tôi cũng thương cho cả dân tộc Việt Nam tôi, thương cho cả nước Việt Nam chúng ta đã vì khởi đầu từ cái chết của cụ Ngô Đình Diệm. Tôi thương cho cả Việt Nam chúng tôi bây giờ sống trong ngục tù của Cộng sản. Tôi thương cho đồng bào chúng tôi bây giờ, trong đó có bản thân tôi, vẫn đang sống trong ngục tù Cộng sản và bị Cộng sản đọa đày. Tôi không phải là người nghiên cứu chuyên về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không phải là một học giả như bao nhiêu quý vị ở đây. Tôi không phải là người được thừa hưởng một chút gì ơn huệ của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng vì là một người Việt Nam, khi nhìn lại lịch sử của dân mình, nước mình, khi nhìn lại lịch sử của những lãnh tụ chính trị hàng đầu ở Việt Nam trong thế kỷ 20, dù tôi có mê muội ngu dốt, tôi cũng phải biết rằng cụ Ngô Đình Diệm đây, đó là một con người đạo đức, đó là một con người yêu nước, đó là một con người có tinh thần dân tộc, đó là một con người có ý thức cao về chủ quyền quốc gia, là một con người có ý thức cao về chủ quyền và danh dự quốc gia, đã hết lòng bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, đã hết lòng mang lại gọi là độc lập cho dân tộc, đã hết lòng tìm mọi cách để làm cho người dân được hạnh phúc. Tôi có mù mắt thì cũng thấy như vậy. Và tôi mới thương tôi
và thương đồng bào của tôi, thương bố mẹ anh em tôi sống trong ngục tù cộng sản ở miền Bắc. Và tôi mới thấy rằng ở miền Bắc cộng sản chúng tôi phải sống trong cái chế độ mà lãnh tụ là ông Hồ Chí Minh là người như thế nào. Ở Việt Nam thế kỷ 20, có lẽ ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm là hai lãnh tụ nổi bật nhất. Quý vị thấy rõ hơn tôi. Nhưng tôi thấy ông Ngô Đình Diệm đạo đức bao nhiêu thì ông Hồ Chí Minh vô đạo đức bấy nhiêu. Ông Ngô Đình Diệm, ông sống nếp sống khổ hạnh, ông sống nếp sống đơn giản, ông biết ông sống có trước có sau, ông biết kính nhớ tổ tiên, ông biết yêu thương đồng loại, ông biết tha thứ cho kẻ thù, ông rất nhân từ với kẻ thù và ông cũng rất nhân từ với những người chung quanh. Ngay cả chế độ cộng sản bây giờ ghét Việt Nam Cộng Hòa là vậy, nhưng những sách báo của chế độ cộng sản họ in ra mà bắt chúng tôi phải học, tôi cũng không thấy một sách nào của Việt Nam Cộng sản mà dám đưa được những bằng chứng và những nhân chứng công khai nói rằng ông Ngô Đình Diệm có một biểu hiện nào vô đạo đức không. Đố thấy sách vở nào kiếm được một bằng chứng nào nói ông Ngô Đình Diệm có cái hành vi hay là lời nói mà vô đạo đức. Đang khi đó những người chung quanh ông Hồ Chí Minh ở miền Bắc, những lãnh tụ cộng sản ở miền Bắc, đến bây giờ rất nhiều người kể ra vô vàn vô số những việc làm vô đạo đức của ông Hồ Chí Minh. Ông không dám nhận vợ ông không dám nhận con ông không kính viếng tổ tiên ông lừa thầy, ông phản bạn, ông giết ân nhân của ông, cái đó ai cũng biết. Mình có nhìn vậy thì tôi đây mới thấy mừng cho quý vị đã một thời được sống ở dưới một đất nước có một lãnh tụ đạo đức. Thiếu trí thức có thể bù đắp được, thiếu đạo đức không bao giờ bù đắp được. Cho tôi mừng cho quý vị đã được sống trong cái thời đấy với vị lãnh tụ của mình như vậy. Tôi thấy ông Ngô Đình Diệm là con người phải nói là rất yêu nước thương dân. Rất yêu nước thương dân. Hồ Chí Minh ở miền Bắc chúng tôi phải học Hồ Chí Minh, họ dạy rằng Hồ Chí Minh là người yêu nước. Nhưng tôi học lịch sử của chế độ cộng sản dạy tôi và với cái óc phản tỉnh, tôi thấy rằng Hồ Chí Minh chả yêu nước, chả thương dân. Hồ Chí Minh chỉ yêu mình thôi. Hồ Chí Minh sẵn sàng bán nước buôn dân, làm lợi cho bản thân mình và cái đảng cộng sản khốn nạn của ông ta thôi. Chứ ông ta chả thương gì dân gì nước cả. Ông ta cũng chả thương gì tôi cả. Vì vợ ông chả thương, con ông cũng chả thương. Đang khi ông Ngô Đình Diệm vì yêu nước, vì thương dân, ông đã từ bỏ lý tưởng riêng của mình. Ông đã muốn vào trong tu viện sống một đời sống tu trì thanh bình như chúng tôi đây. Và ông cũng đã nghĩ đến việc sau khi về hưu ông cũng lại trở lại nếp sống tu trì ở hình thức nào đó. Thế nhưng mà vì vận mạng quốc gia, vì yêu thương đồng bào, ông đã chấp nhận lời của quốc trưởng Bảo Đại về làm thủ tướng. Hành vi đấy là hành vi hy sinh cái ý riêng của mình, cái lợi ích riêng của mình để phục vụ cái lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, đồng bào. Cái đó đáng ca ngợi, tôn vinh muôn đời. Rồi vì yêu nước thương dân, ông đã làm mọi cái để cho đất nước được thịnh vượng, đời sống người dân được hạnh phúc. Các bài diễn văn chúng ta vừa nghe thì thấy, chúng ta thấy ông Ngô Đình Diệm phải nói là người biết làm cho dân giàu nước mạnh, phải nói là người đã làm cho quốc gia được thịnh vượng. Việt Nam Cộng Hòa dưới thời ông Ngô Đình Diệm mình, cái này là sự thật lịch sử ai cũng phải nhìn nhận.
Dưới thời ông Ngô Đình Diệm, Việt Nam Cộng Hòa là một trong vài quốc gia phát triển nhất ở Đông Á và người dân có đời sống vật chất cao nhất. Nói như tiếng bây giờ là có tổng thu nhập quốc dân tính theo đầu người cao nhất. Và thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa là được nói là hòn ngọc của Viễn Đông. Có thủ đô nào ở Á Đông lúc đó được như vậy không? Bằng những chính sách kinh tế của ông như cải cách tiền địa, cấp đất cho dân nghèo, bằng cái chính sách kinh tế phát triển tư hữu của ông, khuyến khích thương mại, khuyến khích phát triển thương mại công nghiệp của ông, và Việt Nam Cộng Hòa lúc đó no ấm thế nào? Bao nhiêu năm chiến tranh trước đó, ít nhất là 9 năm chiến tranh trước đó, đã làm cho đời sống vật chất của người dân Việt Nam suy tàn và khốn khổ. Với thời ông Diệm, kinh tế Việt Nam Cộng Hòa cất cánh bay lên, người dân ấm no hạnh phúc. Đang khi đó chúng tôi ở miền Bắc Cộng sản, ông Hồ Chí Minh có biết làm kinh tế không? Ông Hồ Chí Minh với chính sách cải cách ruộng đất, với chính sách cải tạo công thương nghiệp, với chính sách hợp tác xã nông nghiệp, ông biến miền Bắc chúng tôi đang là một cái quê hương gọi là tốt đẹp trước đó, bây giờ dù đã bị chiến tranh tàn phá thì cũng vẫn tốt đẹp dưới thời quốc gia. Ấy thế mà từ năm 54 khi ông Hồ Chí Minh và đảng cướp của ông ta về, thì miền Bắc chúng tôi với chính sách cải tạo công thương nghiệp, với chính sách hợp tác xã nông nghiệp, với chính sách cải cách ruộng đất, miền Bắc chúng tôi trở thành một địa ngục trần gian, người dân đói khổ lầm than không kể xiết. Ông Hồ Chí Minh đâu có biết làm kinh tế, đâu có biết làm kinh tế. Rồi nữa chúng tôi thấy ông Ngô Đình Diệm là nhà chính trị rất giỏi. Ông về trong hoàn cảnh hai bàn tay trắng như vậy, chung quanh chẳng có đảng phái nào hậu thuẫn, chẳng có quân đội, chẳng có công an. Ấy vậy mà ông ổn định được tình hình chính trị Việt Nam, ông thu phục được nhân tâm, ông xây dựng được quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Ông thống nhất được lòng, ông gọi là thu phục được lòng dân, và ông giành được độc lập cho Việt Nam Cộng Hòa từ tay người Pháp. Các cái bài diễn văn quý vị vừa nghe đấy thì thấy, phải nói ông là nhà chính trị quá giỏi. Phải là bao nhiêu những nhà nghiên cứu cũng như những lãnh tụ chính trị trên thế giới đã nhận cái tài đó của ông Diệm, và họ đã ca tụng ông Diệm đang lúc ông còn sống, chứ chẳng phải đợi đến chúng ta bây giờ. Ông là nhà chính trị giỏi. Và với cái nền đệ nhất Cộng Hòa, cái quyền chủ quyền chính trị của một đất nước đã giao vào tay người dân, chính người dân quyết định vận mạng của dân tộc và đất nước mình. Bây giờ lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm, hỏi rằng có thời nào người dân được tự do nhất, hỏi có thời nào mà cái chủ người dân đã thể hiện được cái quyền của mình nhiều nhất, hỏi có thời nào mà người dân kinh nghiệm về sự tự do nhất khi người ta sống ở giữa trần thế này, thì thưa đấy là thời Việt Nam Cộng Hòa do ông Diệm xây dựng. Nhưng mà cháu vẫn thấy, thưa quý vị, tôi vẫn thấy rằng là ông Ngô Đình Diệm là con người gọi là có cái ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Cái đó là cái rất cao đối với ông Diệm, và tôi yêu mến ông vì lẽ đó. Ông có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, ông có tinh thần gọi là tự lập tự cường. Ông có tinh thần tự lập tự cường, có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Hồ Chí Minh không biết vậy. Hồ Chí Minh lãnh tụ của chúng tôi ở miền Bắc không biết vậy. Phải nói là Hồ Chí Minh là rất là ngu dại. Ông Ngô Đình Diệm được đồng minh Hoa Kỳ và các nước viện trợ hậu thuẫn, nhưng ông vẫn có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, không để cho ngoại bang xen vào việc cai trị Việt Nam, không để cho ngoại bang xen vào việc làm những chính sách của Việt Nam Cộng Hòa, không để cho ngoại bang gọi là thò tay can thiệp vào việc điều hành Việt Nam Cộng Hòa. Và ông kiên quyết giữ cái chủ quyền dân tộc đó.
Và ông biết làm thế nào tốt nhất cho dân ông, cho nước ông, tức là cho quý vị. Còn tôi học lịch sử của Cộng sản ở miền Bắc, họ dạy tôi từ bé cho đến lớn. Tôi thấy ông Hồ Chí Minh lãnh tụ của chúng tôi là rất ngu dại, mà gọi là rất gọi là nhu nhược, gọi là rất hèn hạ trước ngoại bang là Tàu Cộng và Nga Cộng. Nga Cộng với Tàu Cộng nó viện trợ cho một tí thì nịnh nó hơn nịnh bố, thờ nó hơn thờ bố, rồi kính nó không hơn là kính bố. Ông Ngô Đình Diệm làm mọi cách để bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, bảo vệ dân dự quốc gia dân tộc, bảo vệ cái lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa bao nhiêu. Thì cái ông Hồ Chí Minh ấy, vì một tí viện trợ của Tàu Cộng Nga Cộng, vì một chút cơm thừa canh cặn, ông ấy sẵn sàng bán hết cả chủ quyền quốc gia dân tộc cho Cộng sản. Ông ấy bán nước, ông ấy buôn dân. Mà bằng chứng bây giờ nó sờ sờ ra đấy, cháu khỏi nói các bác cũng biết. Cho nên cháu nói này này, cháu nói này, đối với cháu á, ông Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc, và đối với cháu ông Ngô Đình Diệm là thánh nhân của dân tộc. Cháu nói là ông Ngô Đình Diệm là thánh nhân của dân tộc Việt Nam. Những người Việt Nam nào có lương tri, họ tự nhận biết điều đó và họ kính ông ở trong lòng. Còn ông Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc, là kẻ phản dân hại nước, là kẻ bán nước buôn dân, là kẻ cắm rắn cắn gà nhà, là kẻ rước voi dạy mã tổ, muôn đời sẽ bị, lịch sử sẽ biết điều đấy. Vâng. Cho nên thế tôi nói với quý, tôi muốn thưa với quý vị thế này. Lúc nãy ai đó đọc một lời nói rằng ông Diệm nói tôi tiến hãy tiến theo tôi lùi hãy giết chết tôi chết hãy nối trí tôi. Lời nói đó rất hay. Những người nào còn yêu nước Việt Nam, yêu đồng bào Việt Nam, những người nào còn có lương tri lo đến vận mạng dân tộc Việt Nam và tương lai Việt Nam thì hãy biết làm theo lời đó và hãy biết noi gương chí sĩ Ngô Đình Diệm. Và bây giờ ông chết rồi, ông chết hẳn. Ông chết, chúng ta đây sẽ quyết chí theo ông, nối chí của ông. Và bản thân cháu dù chả ân oán gì với ông cả, ông mới chết từ lúc cháu còn đang ở cõi nào, vẫn chưa sinh ra trên đời này. Nhưng ông là chí sĩ của dân tộc Việt Nam, ông đã mang lại hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa một thời. Cho nên bản thân cháu dù là tu sĩ, cháu cũng quyết chí theo ông. Xin cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, it was a very touching speech of Reverend Nguyễn Văn Khải. This time I can summarize some of what he's saying for you guys. He's been here the first time, and he's been touched by all the speeches that talking about President Ngô Đình Diệm. First time being here, look at the monument of the American and Vietnamese soldiers. He understand about the Vietnam War more. He was born after Ngô Đình Diệm was killed. And he said that if President Ngô Đình Diệm didn't get killed, South Vietnam and the whole country will have a beautiful life. And he compared President Ngô Đình Diệm and Ho Chi Minh. He said that President Diem is the one who loves his country and his people. But Ho Chi Minh only loves himself and ready to do whatever it takes to achieve his own benefit. And the best part is, I like the most, but I don't know whether you like it or not, but he said that Ngô Đình Diệm is the saint of the Vietnamese people, but Ho Chi Minh is the criminal of the Vietnamese people. Kính thưa quý vị, chương trình sẽ được tiếp nối và tôi hứa với quý vị đúng 1 giờ sẽ là chấm dứt. Thì chương trình của chúng ta chỉ còn vài tiết mục nữa mà thôi. Xin quý vị cố kiên nhẫn và ở lại tới giờ cuối cùng. Và sau đây xin mời cô Bình Phượng.
Cảm ơn anh Khuôn. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi sẽ có một tiết mục cũng đặc biệt không kém trong chương trình ngày hôm nay, trước khi chúng ta bước vào phần tế lễ và niệm hương, thì sau đây một lần nữa nước Việt Nam thương yêu của chúng ta được thể hiện qua ca khúc tuyệt vời và vinh danh nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta bằng một ca khúc mang tên Việt Nam, Việt Nam, với tiếng hát của các thành viên trong tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính mời các quý anh chị lên khán đài và bắt đầu cho tiết mục này. Phần trình diễn hợp ca, ca khúc Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam nghe từ cả đời. Việt Nam hai câu nói đêm anh tôi. Việt Nam thương tôi. Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi về đây. Việt Nam người mình xin tươi. Việt Nam đem họ sông núi. Từ do của mình đã ai muôn đời. Việt Nam mong đòi sương mau. Gọi cùng nhau Việt Nam đi xây đắp niềm vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai lửa tiếng soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là thế giới, tình thương đem về mỗi nơi. Việt Nam đây tiếng nói xây tình người.